Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Phát huy vai trò nòng cốt xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền vận động và phát huy các nguồn lực xã hội trong nhân dân, đoàn kết góp công, góp của để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đề xuất điều chỉnh các tiêu chí, danh hiệu và chất lượng bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua gắn với cuộc vận động, phối hợp xây dựng tiêu chí đô thị văn minh, phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Ủy ban Mặt trận các cấp đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ giám sát và đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định giai đoạn 2021-2025, 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 177 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 11 thôn thông minh. Trong giai đoạn 2019-2024, toàn tỉnh đã hoàn thành 789,792 km rãnh thoát nước thải, đạt 157,95% chỉ tiêu đã đăng ký. Với tổng kinh phí trên 1.000 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp ước tính gần 600 tỷ đồng, các địa phương đã xây dựng được 4.755 tuyến đường kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp. Xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị đánh giá một năm hoạt động của Hợp tác xã chăn nuôi hươu Việt Hùng. Hợp tác xã chăn nuôi hươu Việt Hùng hoạt động từ ngày 5 tháng 6 năm 2023, có 20 thành viên với 35 con hươu sao. Trong đó có 32 hươu đực lấy nhung và 3 hươu cái sinh sản. Tính đến nay, hợp tác xã đã cắt nhung hươu với sản lượng là 39,4 kg nhung tươi, với giá bán là 2 triệu đồng 1 kg, thu về 788 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, thu về trên 700 triệu đồng. Trong thời gian tới, hợp tác xã tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng số lượng đàn hươu, quy hoạch vùng và trồng nguyên liệu cây thuốc đặc trưng cho hươu, tham gia chương trình OCOP và phấn đấu đạt sản phẩm 3 sao trở lên, đưa hợp tác xã phát triển ngày càng lớn mạnh và tạo ra nhiều sản phẩm phong phú đưa ra thị trường trong và ngoài nước. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Ủy ban Nhân dân xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong lần ra quân này, các lực lượng chức năng của xã đã thực hiện giải tỏa, tháo dỡ các biển bảng quảng cáo, vật tư, vật liệu vi phạm hành lang an toàn giao thông, phát quang cây cối để đảm bảo an toàn cho người đi bộ và các phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường chính trên địa bàn xã. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao của nhiều người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật, các thông báo của Ban giải tỏa hành lang an toàn giao thông xã về bảo vệ trật tự an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè trên loa truyền thanh xã. Lực lượng chức năng đã trực tiếp đến các hộ kinh doanh, buôn bán dọc các tuyến đường, nhất là các hộ lấn chiếm lòng lề đường, làm nơi kinh doanh, mua bán, tuyên truyền, vận động thực hiện. Đồng thời, tổ chức cho các hộ ký cam kết không vi phạm và tái vi phạm hành lang an toàn giao thông. Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, Vĩnh Phúc đã đạt được kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai xây dựng phát triển các nền tảng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, phục vụ thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, phát triển các ứng dụng dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước. Đến nay, Vĩnh Phúc đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành đến 100% các sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, phát triển các ứng dụng dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện để người dân thực hiện các giao dịch về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo chính sách thì mình đã nộp trên hệ thống online rồi. Và nói chung là cho đến bây giờ thì mình cảm thấy rất là thuận lợi, nhất là nhanh chóng. Thứ hai là đến thì chỉ cần xếp hàng chờ một lúc thôi. Bên cán bộ, bên tài nguyên môi trường cũng không phải nhập hồ sơ mà chỉ được in ra và ký thôi, thì rất là nhanh chóng. Thông qua triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử, tất cả cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế đã trang bị thiết bị để ứng dụng căn cước công dân gắn chip vào khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
tích hợp với thẻ căn cước công dân này thì rất tiện lợi cho người dân, không phải có vậy là sử dụng nhiều các loại giấy tờ thủ tục hành chính như ngày xưa. Trên địa bàn tỉnh đang cung cấp 1.474 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 596 thủ tục hành chính một phần và 878 thủ tục hành chính toàn trình. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh tiếp nhận gần 154.000 hồ sơ trực tuyến được nộp thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trung bình đạt gần 60%. Ngoài ra, hiện có 419 trên 479 thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đã tích hợp thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Để đáp ứng mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử và chính phủ số, thì phải áp dụng đồng bộ các giải pháp sau đây: phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cải thiện hệ thống mạng lưới, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp các hệ thống thông tin và dữ liệu của các cơ quan chính phủ để tăng cường trao đổi thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng chính phủ số và cung cấp dịch vụ công thông qua các ứng dụng và giải pháp công nghệ. Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 xây dựng hoàn thiện các nền tảng số để chính quyền số vận hành đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trên môi trường số. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 22 năm 2023 quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù, được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đào tạo nghề và sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Công tác hỗ trợ giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn, có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội do công an cấp xã lập và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm. Gia đình ông Trần Văn Thiết có con trai mới mãn hạn tù về lại địa phương. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Lô đã cho gia đình ông Thiết vay vốn để chăn nuôi, tạo việc làm ổn định cho con trai ông, giúp tâm lý gia đình thêm ổn định. Cả gia đình có việc làm hàng ngày và nguồn thu nhập khá từ chăn nuôi lợn. Tôi cảm thấy là cái nguồn vốn này rất là có ý nghĩa. Thứ nhất, để giúp đỡ gia đình tôi và con tôi để chăn nuôi, có công ăn việc làm. Việc tổ chức thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đã huy động được sức mạnh của các tổ chức chính trị xã hội cùng tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo, chăm lo cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách, mà nhất là trong việc hướng dẫn và tạo điều kiện cho họ biết cách làm ăn, lay chuyển nhận thức, tạo động lực để họ có quyết tâm mới tạo lập cuộc sống. Gia đình nào mà có nhu cầu ấy, thì chúng tôi sẽ họp tổ lên, xong thì bàn bạc được sự nhất trí của tổ là chúng tôi sẽ bình xét khi được vay vốn về, ví dụ như là cái vốn giải quyết việc làm hoặc là cái vốn nước sạch, thì nguồn vốn nào là phải làm theo nguồn vốn đó. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Lô luôn chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ các điều kiện về nguồn lực, nhân lực, vật lực để triển khai tốt các chính sách tín dụng ưu đãi nói chung và chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù nói riêng. Với tinh thần triển khai chính sách cho vay nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện, phục vụ tại nhà, giải ngân tại xã, giúp mọi người có điều kiện vươn lên.